Thưa quý vị, công ty điện lực Tokyo TEPCO, đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản, thông báo kế hoạch xả khoảng 54.600 tấn nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy ra biển trong năm tài chính 2024. Khoảng 54.600 tấn nước thải nhiễm phóng xạ dự kiến sẽ được xả ra biển Thái Bình Dương trong 7 đợt, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Dự kiến trong ngày 31 tháng 3 tới, TEPCO sẽ hoàn tất thông qua kế hoạch xả thải. Trước khi xả, nước thải sẽ được pha loãng với nước biển để giảm nồng độ chi ti còn lại xuống 1/40, mức cho phép theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản. Trong tài khoá 2023, TEPCO dự kiến sẽ xả tổng cộng khoảng 31.200 tấn nước thải nhiễm phóng xạ qua xử lý thành 4 đợt, và đợt thứ tư là đợt cuối cùng trong năm này dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 2. Nông dân Pháp đã biểu tình dựng nhiều hàng rào chắn đường tại một trong những tuyến đường cao tốc chính nối thủ đô Paris với thành phố Lille ở phía bắc nước này, vùng Benelux và Anh. Sự việc này đã làm ách tắc giao thông kéo dài vài km. Theo Bộ Giao thông Vận tải Pháp, trong sáng ngày 24 tháng 1, theo giờ địa phương, đường cao tốc A1 ở phía bắc thủ đô Paris đã bị ách tắc kéo dài khoảng 4 km do nông dân chặn đường. Nông dân cũng đã dựng những hàng rào chắn đường trên các trục giao thông ở tỉnh Essonne ở phía nam thủ đô Paris. Hành động này được xem là nhằm gây sức ép đối với chính phủ Pháp, tăng cường các biện pháp hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá cả nông sản sụt giảm, trong khi lại có quá nhiều quy định đối với hoạt động nông nghiệp. Chính phủ Pháp sẽ công bố những biện pháp trước mắt nhằm giải tỏa nỗi bất bình của nông dân. Thưa quý vị, là tuyến đường có ý nghĩa chiến lược quan trọng nối liền với kênh đào Suez, tình hình căng thẳng tại Biển Đỏ đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến vận tải quốc tế. Trước tình hình hiện nay, nhiều công ty vận tải biển đang tìm kiếm các tuyến đường thay thế. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không phải là một bài toán đơn giản và sẽ cần nhiều thời gian để sắp xếp lại các tuyến đường thương mại trên toàn cầu. CMA CGM, Hapag-Lloyd, Maersk và MSC, bốn trong số các công ty vận tải biển lớn nhất trên thế giới, đã dừng vận chuyển hàng hóa qua khu vực Biển Đỏ và tránh cả tuyến đường trọng yếu qua kênh đào Suez do xung đột leo thang. Họ đang tìm những tuyến đường khác để vận chuyển hàng hóa. Một trong số đó là cung đường chạy qua Mũi Hảo Vọng ở Nam Châu Phi. Vì thế mà những tuần gần đây, cảng Durban, cảng container chính tại Nam Phi đang trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Một khối lượng hàng hóa đang vượt quá năng lực tiếp nhận của cảng. Trong hai tuần qua, số lượng hàng hóa được vận chuyển qua cảng Durban đã tăng vọt. Năng lực của cảng hiện không đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Các tàu của chúng tôi phải đợi tới 20 ngày vì cảng đã bị tắc nghẽn. Bên cạnh tuyến vận tải qua Mũi Hảo Vọng, nhiều tuyến vận tải thay thế khác cũng đang được cân nhắc. Hiện phía Nga đang đề xuất tuyến đường biển phía Bắc NSA để thay thế Biển Đỏ. NSA là tuyến đường hàng hải ngắn nhất để nối châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, trở ngại của tuyến đường này là hàng hóa qua đây chưa được bảo hiểm. Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga cho biết Nga đang thảo luận với Trung Quốc để kêu gọi nước này tham gia bảo hiểm hàng hóa cho NSA. Một giải pháp khác được đưa ra từ các chuyên gia hàng hải là thay vì vận chuyển qua đường biển, các công ty xuất khẩu có thể chọn tuyến đường sắt Trung Quốc châu Âu. Theo các chuyên gia, mặc dù chi phí vận chuyển bằng đường sắt đắt hơn đường biển, nhưng các chuyến tàu sẽ chỉ mất 12 ngày, ít hơn nhiều so với thời gian vận chuyển đường biển qua Mũi Hảo Vọng, vốn mất hơn một tháng. Trên thực tế, một số nhà xuất khẩu Trung Quốc đã sử dụng tuyến đường sắt này. Đường sắt đến châu Âu là một giải pháp thay thế khả thi. Nhu cầu đối với tuyến đường này ngày càng tăng. Khả năng việc sử dụng đường sắt thậm chí có thể tăng gấp đôi trong vài tuần tới để thay thế vận tải đường biển. Dẫu vậy, các chuyên gia cho rằng tất cả các giải pháp trên vẫn đang chỉ là những phương án tạm thời. Việc chuyển hướng tàu qua Biển Đỏ sẽ khiến các con tàu mất thêm trung bình 10 ngày di chuyển và $1 triệu chi phí vận tải. Giá cước trung bình vận chuyển container giao ngay từ Thượng Hải đã tăng 122% kể từ đầu tháng 12. Như vậy thì chi phí đã tăng gấp đôi. Riêng chi phí từ Thượng Hải đến châu Âu đã tăng 256%, nghĩa là tăng lên gấp 3 lần. Trước khi xảy ra căng thẳng trên Biển Đỏ, kênh đào Suez chiếm từ 12 đến 15% tổng khối lượng thương mại toàn cầu và 20% thương mại trên biển. Vai trò quan trọng của kênh đào Suez đang khiến các hãng vận tải gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các giải pháp thay thế. (Cười)
Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết khẳng định ông Peter Limjaroenrat, người bị ngăn cản trở thành thủ tướng, đã không vi phạm luật bầu cử và có thể giữ được ghế trong quốc hội. Phán quyết đã mở đường cho ông Peter trở lại chính trường Thái Lan với tư cách hạ nghị sĩ. Tại phiên tòa, đa số thẩm phán đã bác bỏ đơn kiện của Ủy ban bầu cử Thái Lan về việc loại bỏ tư cách nghị sĩ của ông Peter Limjaroenrat. Theo đó, tại thời điểm đăng ký bầu cử hạ nghị sĩ, mặc dù nắm giữ cổ phiếu của công ty truyền thông ITV, nhưng ông Peter đã không vi phạm luật bầu cử do ITV lúc đó đã không còn các hoạt động về truyền thông. Sau khi có quyết định của Tòa án Hiến pháp Thái Lan, ông Peter tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện những mục tiêu đã đề ra. Một số thông tin cho thấy, ông Peter có thể một lần nữa trở thành lãnh đạo của đảng MFP khi quay trở lại cương vị là hạ nghị sĩ. Chính trường Thái Lan nhiều khả năng sẽ sôi động trở lại, bởi trên thực tế, ảnh hưởng của ông Peter hiện vẫn còn rất lớn, do đảng MFP vẫn còn lực lượng cử tri trung thành không hề nhỏ trong xã hội Thái Lan. Sự cố của tập đoàn sản xuất máy bay Boeing với dòng máy bay 737 MAX đang làm đảo lộn kế hoạch năm 2024 của ngành hàng không, thay đổi đội bay của các hãng hàng không, cũng như mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh khi các cơ quan quản lý Mỹ yêu cầu không tăng sản xuất loại máy bay đang bán chạy nhất này. FAA đã đình chỉ việc tăng sản lượng máy bay 737 MAX thân hẹp và không nêu rõ số lượng máy bay Boeing có thể sản xuất mỗi tháng. Sự can thiệp chưa từng có của FAA có thể làm trì hoãn thêm một số đơn giao hàng mới cho các hãng hàng không và gây tổn hại cho các nhà cung cấp. Hãng American Airlines đang đàm phán với Boeing, Airbus và Embraer về đơn đặt hàng mới, nhưng lưu ý đến các vấn đề đang diễn ra của Boeing. Trong khi hãng United Airlines có kế hoạch nhận 100 chiếc MAX trong năm nay, dự báo lỗ quý 1 năm 2024 sẽ lớn hơn dự kiến. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT của 7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!